Tập kali đừng nên mua cây này nha các bạn ơi, nó siêu dễ tòe ngòi luôn á, và khi tòe thì viết sang như thế này. Nói chung là có đảo ngòi cũng không cứu vãn được đâu. Nhưng còn mực thì mình có thể tận dụng để vẽ như thế này nè. Mấy cây Artist Brush của Mavi được cái màu đẹp cực kỳ luôn, nhất là màu đỏ Anh Quốc mà Ri đang dùng. Mấy cây nhiều mực á mà chấm vô nước như vậy thì nhìn sẽ rất là hay. Hoặc lấy cọ quẹt vào lấy màu và vẽ cũng ok. Nếu chê cái ngòi bị tòe vẽ không chính xác á, thì mình kê thêm một khuôn thước photo là rất ổn luôn. Nhớ là xài giấy màu nước thì mới loang được kiểu này nha. Đây, tòe ngòi nhưng mà vẫn có giá trị sử dụng ha.